Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Lala Plus, kênh chuyên chia sẻ về các kiến thức liên quan đến chất lượng và hệ thống quản lý ISO như là tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14000, ISO 45000. Chào mọi người nhá. Lulu đấy à, đến giờ học rồi đấy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung đánh giá, nội dung audit nhá. Hay đó Lala. Cũng lâu rồi chúng ta toàn học về ISO thôi mà không thấy cái nội dung liên quan đến đánh giá và audit. Đúng rồi, chúng ta đã học về các cái nội dung liên quan đến nhận thức về ISO rồi. Nó là tiền đề để chúng ta xây dựng hệ thống quản lý. Tuy nhiên, để biết hệ thống đó có ổn không, có tốt không thì chúng ta cần phải hoạt động đó là đánh giá audit. Cho nên cái dịp này thì mình cũng dành ra thời gian đó là chia sẻ các kiến thức liên quan đến đánh giá và audit nhá. Đúng rồi đấy. Hôm nay tôi cũng có thắc mắc liên quan đến kiến thức audit đấy. Ông giúp tôi với. Ông có vấn đề gì nào? Chả là công ty tôi đang có cái chương trình đánh giá năng lực audit nội bộ ấy. Sếp tôi yêu cầu tôi phải lên cái chương trình đào tạo, nội dung đào tạo cho mấy bạn nhân viên. Cái chương trình đấy để chia sẻ và dạy cho các bạn ấy. Và sau đó họ sẽ trở thành auditor nội bộ cho công ty tôi. Thế ông đang gặp khó khăn gì à? Thì tôi đang không biết lên chương trình đào tạo như thế nào này, nội dung ra sao này. Làm sao để người mới sau khi học cái khóa đào tạo này thì họ có thể làm auditor nội bộ. Tức là ông đang khó khăn trong việc đó là lên chương trình nội dung đào tạo đúng không? Đúng rồi. Vậy thì trong video này thì tôi sẽ giúp ông và mọi người biết được các nội dung đào tạo cần thiết khi lên chương trình, lên cái tài liệu đào tạo cho đánh giá viên nội bộ nhá. Ok, vậy thì hay quá. Nào, chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. Trước khi đi vào nội dung chính đó là xây dựng tài liệu ấy, thì mọi người lưu ý cho mình đó là một số loại auditor mà các bạn có thể gặp hoặc là có thể nghe ở trong quá trình làm việc. Đó là auditor bên ngoài này, auditor bên thứ ba, auditor của khách hàng, auditor được thuê bởi khách hàng này, auditor của cơ quan nhà nước, hay là auditor nội bộ trong công ty, hoặc là auditor đánh giá nhà cung cấp. Thì có rất nhiều loại auditor và mỗi kiểu auditor thì sẽ có nội dung đào tạo riêng phù hợp với trách nhiệm và phạm vi công việc của họ. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ tập trung vào nội dung đó là đào tạo cho auditor nội bộ nhá. Thế làm sao để chúng ta biết được ai là auditor nội bộ không nhỉ? Thì ông tập trung vào cái định nghĩa của auditor nội bộ, thì ông xem những người nào phù hợp với định nghĩa này thì đó là những auditor nội bộ thôi. Auditor nội bộ là những người được tổ chức tuyển dụng nhá, là những người trực thuộc tổ chức và công ty và có nhiệm vụ thực hiện đánh giá các cuộc audit có phạm vi đó là nội bộ và trong cái phạm vi công ty thôi. Tức là họ là những người nhân viên của công ty và được giao nhiệm vụ thực hiện audit của các cái bộ phận phòng ban hoặc là các công đoạn trong công ty đúng không? Đúng rồi đấy. Và ông sẽ cần xác định những ai phù hợp thì ông cho đi học vào khóa đào tạo Internal Auditor này nhá. Vậy thì nội dung đào tạo thì nên có gì nhỉ? Với yêu cầu là chúng ta cần đào tạo ra một auditor nội bộ ấy, thì chúng ta sẽ phải xác định đó là họ cần phải có cái yêu cầu là họ đủ kiến thức cũng như là có kỹ năng về audit. Tức là người auditor này phải hiểu về tiêu chuẩn này và biết cách đánh giá tại công ty. Dựa vào hai yêu cầu cơ bản đó thì chương trình học của ông ấy cũng nên tập trung chia sẻ hai nội dung chủ yếu nhất. Chính nhất đó là thứ nhất là nhận thức về yêu cầu và thứ hai đó là kiến thức và kỹ năng audit. Về nhận thức yêu cầu của tiêu chuẩn ấy, thì tức là chúng ta sẽ chia sẻ về các nội dung liên quan đến các kiến thức, yêu cầu, lý giải các yêu cầu điều khoản hoặc là các cách thức đáp ứng các cái yêu cầu điều khoản hoặc là tiêu chuẩn trong công ty khi chúng ta muốn thực hiện audit đấy. Nếu như là tiêu chuẩn ISO chẳng hạn thì ông phải breakout hoặc có nghĩa là giải nghĩa từng các cái điều khoản đấy và ông sẽ cần phải chia sẻ thêm là các cái nội dung chính, nội dung phụ hoặc là các lưu ý liên quan. Ví dụ như là ông đào tạo cho auditor nội bộ về bộ tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2015 ấy, thì ông sẽ phải chia sẻ từng điều khoản, ví dụ điều khoản 4 đến điều khoản 10. Điều khoản 4 thì chia nhỏ hơn, đó là 4.1, 4.2, 4.3. Tương tự điều khoản 10 thì chia ra là 10.1, 10.2, 10.3, v.v. Sau đó với các yêu cầu nhỏ hơn thì ông sẽ phải tóm tắt nội dung. Ví dụ đối với điều khoản 4.2 ISO 9001 ấy, thì nói về việc là nắm bắt nhu cầu và mong đợi của bên quan tâm ấy, thì ông phải giải thích cái ý nghĩa của nó này, yêu cầu này cụ thể ra sao và tại sao ISO 9001 lại bắt thực hiện.
À, nghe hợp lý đấy. Sau đó thì ông nên nói về các bằng chứng để thỏa mãn điều khoản này, để khi các bạn auditor đó đi đánh giá thì các bạn sẽ biết cái bằng chứng nào phù hợp, cái nào thì chưa. Ok, tôi hiểu rồi. Thế giả dụ trong trường hợp tôi đào tạo internal auditor cho cái ISO 45000 an toàn sức khỏe nghề nghiệp ấy thì sao? Thì cũng làm tương tự như thế. Ông sẽ cần phải giải thích các điều khoản rõ ràng này, kể cả ông đào tạo internal auditor cho tiêu chuẩn khác như là ITM 16949 hay ISO 22000 14000 thì vẫn làm tương tự như thế này nhé. Miễn làm sao họ cần phải hiểu được các nội dung yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO. Mở rộng ra, nếu như công ty ông muốn đào tạo cho auditor đi đánh giá nhà cung cấp thì thông thường đánh giá nhà cung cấp thì chúng ta lại không đánh giá theo tiêu chuẩn ISO mà là đánh giá theo cái checklist cụ thể của công ty, ví dụ như là checklist đánh giá vendor ABC chẳng hạn. Thì khi chúng ta đào tạo auditor ấy, thì ông sẽ cần phải giải thích các cái câu hỏi, các cái yêu cầu trong cái checklist đó, yêu cầu gì này, hạng mục nào và bằng chứng cần thu thập làm gì ở trong cái checklist đó, thì như thế thì auditor mới hiểu được. Ok, tôi cũng hiểu rồi đấy. Tôi sẽ tạo cái nội dung này trong phần đào tạo. Sau phần thứ hai, đó là phần kiến thức và kỹ năng liên quan đến việc đánh giá audit ấy. Thì đây cũng là một phần rất quan trọng. Người auditor cần phải đánh giá thực tế này, gặp audit team này, tổng hợp báo cáo, thuyết trình, vân vân, rất nhiều hoạt động mà auditor phải làm trong cái cuộc đánh giá. Cho nên trong nội dung đào tạo, ông nên tổng hợp các hoạt động, các thứ tự audit, quá trình audit ra sao này, để những người auditor đấy biết phải làm gì trong một cuộc đánh giá này. Thông thường nội dung đào tạo cho cái phần này thường là ông sẽ nói về cuộc họp khai mạc này, rồi cách xem xét tài liệu này, kế hoạch đánh giá này, kỹ năng đánh giá này, kỹ năng phỏng vấn này, phân loại các điểm finding này, lỗi nghiêm trọng này, OFI này, báo cáo này, phát hành CIA, rồi là follow up. Wow, cái nội dung audit này nhiều mà thấy quan trọng thật. Làm auditor thì phải biết những cái này thì mới audit được chứ. Tôi nghĩ với hai nội dung quan trọng này thì sẽ giúp cho một học viên sẽ trở thành một người auditor khá là chuyên nghiệp đấy và sẽ biết cách đánh giá. Đúng rồi đấy. Sau khi đào tạo xong ấy thì ông nên cho họ một bài kiểm tra, một bài thi để chúng ta đảm bảo rằng những kiến thức họ học được ấy đã được tiếp thu và sẽ đảm bảo rằng là họ sẽ vận dụng những kiến thức đấy vào trong quá trình đánh giá. Như thế thì chương trình đào tạo internal auditor ấy sẽ ổn thỏa. Nhưng mà tôi có thể kiếm cái bài kiểm tra này ở đâu nhỉ? Nội dung đào tạo thì tôi nghĩ tôi có thể tạo ra, nhưng với bài kiểm tra thì tôi thấy hơi khó. Không khó đâu, ông có thể làm được. Hoặc là ông lên website của tôi ấy, tôi có các cái khóa học, các bài kiểm tra miễn phí trên đấy về kiến thức, nhận thức về ISO 9001 này, hay là bài kiểm tra internal auditor, bài kiểm tra cho các auditor hoặc là lead auditor, thì ông có thể lên đấy tham khảo, rồi sau đó lấy cái mức quát các bài đấy về làm bài kiểm tra cho công ty ông để đào tạo internal auditor nhé. Hay quá, tôi sẽ lên đấy tham khảo nhá. Như vậy thì mình đã chia sẻ cho các bạn về cái nội dung content để xây dựng một tài liệu cho đào tạo internal auditor ở trong một công ty là như thế nào rồi. Các bạn muốn tham khảo thêm về các tài liệu đào tạo này hoặc là các cái kiến thức bài kiểm tra về internal auditor ấy, thì các bạn có thể lên website daotao.lalaplus.vn để tham khảo nhé. Ở trong đấy thì mình cũng để link driver của mình, các bạn cũng có thể vào driver đấy để lấy các tài liệu và bài kiểm tra tham khảo. Hy vọng video này hữu ích cho bạn. Nếu bạn thấy hay thì hãy cho Lala một like, ấn theo dõi kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye. Đúng rồi, nhưng mà điều khoản này khá là dài và rất nhiều yêu cầu, cho nên sẽ có nhiều người giống như bạn Toàn Nguyễn này không nắm được các ý của nó, càng đọc càng khó hiểu. Rồi sau khi mua rồi thì chúng ta sẽ sản xuất hay là thực hiện tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ. Rồi sau đó thì ông kiểm tra, đóng gói, gửi đến khách hàng, rồi lại hậu mãi này. Tôi thấy đúng đấy. Ngoài ra tôi bổ sung thêm đó là cái đầu ra của cái quá trình thiết kế này ấy, nó sẽ phải thỏa mãn một điều nữa, đó là